suy nghĩ vào đâu mà nói từ số mạng, số mạng nó có ở đâu, rồi vì sao mà số mạng, ai nói số mạng lại đây, tôi chém cho một dao đi, rồi đổi thừa là cái số ông sanh ra là để cho tôi chém dao đó, có ai công nhận điều đó không? Hả? Xin chào mọi người, cái clip này á em nói lên cái chủ đề là số phận và số mạng. Mọi người có tin vào số mạng không? Cái số phận là cái gì? Theo mình không tin được các bạn à. Cái số phận, cái số mạng là để mọi người nói lên một cái điều là cho che đậy những cái sự là sai quấy của mình. Họ dùng cái đà đó để họ phá lấp những việc làm sai quấy của họ. Chứ không có số phận, số mạng gì ở đây. Đây, người ta nói rất nhiều chủ đề thành phần ở xã hội. Thí dụ đi. Cái này mình chỉ thí dụ nha. Chứ hoàn cảnh mình không có gì nha. Mình đính chính kỹ lại. Thí dụ người cha, người mẹ có 5 đứa con đi hay là 10 đứa con đi. Thương 9 đứa, ghét 1 đứa. Và làng xóm thường dùng cái câu, dòng họ thường dùng cái câu là thì thôi đi, gán chịu đựng đi. Cái số mày là sanh lên là không được cha mẹ thương. Mà tại sao không phiên người cha, người mẹ đó và chỉnh sửa người cha người mẹ đó, sao đối xử kỳ vậy, đối xử bất công vậy, con nào cũng vẫn là con, nó hiền nó ngoan chết, sao đi ghét bỏ nó. Không phiên người cha người mẹ, không xây dựng cho người cha người mẹ, mà trái lại là nói cái số của đứa con kêu nó phải chịu đựng, đó là một cái gì. Và sao người cha người mẹ không thấy cái điều đó, mình phải nhìn lại vô cái thân tâm mình suy nghĩ coi tại sao mình sống như kỳ cục vậy đó. Mình xin nói ở xã hội nha, chứ phải là mình ha. Rồi mình thấy xã hội vậy rồi mình nói vậy, rồi cộng thêm chuyện vợ chồng, rồi anh em, ôi nó nhiều lắm. Thí dụ như vợ chồng, con vợ thì màng tất cả các mọi việc, chồng đi nhậu tối ngày. Thí dụ như vợ đi màng công ty đi, về tối đi còn phải mua là cá mắm rau thịt rồi về làm cơm cho chồng ăn. Mà cái nói cái số nhỏ đó sanh lên là nó phải khổ gì vì chồng. Tại sao không xứng phiên cái thằng chồng á, mày phải gán làm sao tiếp vợ mày một tay, mà sao có đổi thừa là cái số con vợ phải chịu đựng gì. Cái đó là theo như mình là sai lệch lắm nha. Cái đó là dung dưỡng, không có số mạng gì ở đây chứ. Thí dụ như vợ chồng, một người làm một việc, việc ai làm được thì người đó làm. Giờ giới nam đi làm vất vả bên ngoài thì về nhà được nghe tiếng ngọt ngào à, có thứ nhất, thứ hai là cơm nước cho chồng rồi giặt đồ đặt cho chồng đó, mình cũng đã góp phần vô rồi đó. Còn thí dụ như bây giờ đó, chồng đi bằng tối ngày vậy đó, rồi về nhà cơm không thấy đồ thì cũng không giặt đồ này nọ, mà hỡi nói lên á thì nói thôi cái số mày gặp vợ vậy rồi gán chịu đựng đi. Ủa cái gì lạ vậy? Thí dụ 12 việc đi, ở trong một cái gia đình đi, nó 12 việc sắp sửa làm, mà trong thành viên trong gia đình là 4 người thì thôi bây giờ là một người bằng 3 việc thì 3 tiếng hồ mình gọi rồi, phải không? Còn đằng này á, 3 người ngồi nhìn, 1 người làm, nên cuối cùng làm ra 12 tiếng hồ luôn. Mà 3 người kia thì chơi mắt ra nhìn, mà hỏi nói lên thì nói trời ơi, cái số mày gánh nắng mà gánh nặng gia đình thì thôi gán chịu đựng đi. Vậy là sao vậy? Sao không nói mấy cái người kia, hãy để tâm vô tiếp người này, xây dựng là xây dựng mấy người kia kìa, chứ sao mà đi phía người này phải chịu đựng đó. Rồi còn nói tới có khi những cặp vợ chồng họ hiểu lầm nhiều cái mà thất ngộ lắm. Nói tôi dở, nói tôi tệ, rồi sao mà không ly dị đi. Thật ra nó có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong, chứ không phải vì người ta thiếu mình không được. Đừng có hiểu lầm là nói trời ơi mày cũng nói gì chê mình tệ gì, chứ thật ra là mình tài giỏi lắm, bỏ mình không được đâu, không có đâu. Còn con, còn cái, còn tương lai, nó thiếu cha hoặc thiếu mẹ gì đó, còn cái ẩn khuất đó đó, chứ không phải là mình là cái gì cao quý đâu mà ta bỏ không được đó. Tại sao có những người vợ mà phải chịu đựng chồng mấy mươi năm vô dụng nghiện ngập mà còn quánh đập nữa mà họ vẫn chịu đựng? Ông chồng nó chẳng làm được cái gì đâu mà tại sao vợ bỏ không được? Vì lý do nó ẩn khuất chỗ đó đó. Chứ ông chồng đó đừng nghĩ trời ơi tôi có bí kíp gì đấy, vợ bỏ tôi không được. Bây giờ tôi đối xử sao nó cũng bỏ không được. Rồi làng sớm thì thường khuyên lại thôi cái số của mày gán đi. Xong xuống lại đè đầu cái thằng ông nội đó đó, huấn luyện nhồi sọ họ cho họ thấy ra, họ tỉnh hồn ra. Vô tình dùng cái câu là số phận số mạng gán chịu đựng đi là vô tình, cho những kẻ hư tệ càng ngày càng tệ thêm.
họ đâu có học được gì đâu, bị họ nghĩ số mạng là có thiệt đó. Số mạng là có thiệt. Giả trên đời này tôi xin đính chính là một cái câu là không có người khôn, không có người tài, chỉ có người là có trách nhiệm. Đó, tại sao tôi nói lạ luôn vậy? Thí dụ như bạn có trách nhiệm với gia đình, bạn yêu thương những người thân, thì bạn phải phấn đấu lên, bạn tìm hiểu nghề này, tìm hiểu nghề kia để moi tiền ra về đưa cho, nuôi cho những người mình thương yêu. Nên cuối cùng họ cái gì họ cũng biết hết trơn. Ủa họ tài gì, họ khôn gì, thấy không? Đó, cũng như đất nước không có chiến tranh thì làm sao có anh hùng. Đó, bởi vì anh hùng xuất hiện có chỗ là yêu đất nước, họ mới anh hùng. Còn những người sống trong đau khổ thì họ tự động họ có trách nhiệm, họ có cái nghị lực phi thường để làm ngày làm đêm chịu đựng như châu bò. Đó là người ta sống có trách nhiệm. Còn những người mà dựa vào từ số mạng, số phận, bỏ liều theo tháng năm gì đó, thì cái cuối cùng người nhà mình phải đứng lên đó, đứng lên để làm những cái công việc mà mình không chịu làm đó, bỏ gì đó. Thôi, có những cái chuyện trên đời này mình nó hoài không hết nổi đâu. Nhiều người, nhưng mà giờ mình nói ngay cái móng chốt là cái từ là số phận đi. Rồi, số phận gì ở chỗ này trời, như không quánh đậm thà nó cái số sanh ra để bị đánh, chém giết ta nó cái số sanh ra để bị chém giết. Ủa nói vậy có chạy giam làm mẹ gì? Rồi đối xử bất công cái nó tại cái số mà gì, sanh ra để chịu đựng vợ hoặc chịu đựng chồng gì đó. Số mà sanh ra không được cha mẹ yêu thương, thôi thôi cái đó sai lệch lắm, vô tình bóp méo cái bất công, dung dưỡng cho những người có cái tâm lý xấu xa. Bây giờ không mặn đi nữa, người thân mình mặn mình cũng có mình ăn à, không trách nhiệm mẹ chứ. Thôi vậy chết rồi. Bởi vì tôi nói cái xã hội này á, cái lẩu á, các bạn thử coi tôi nói đúng không? Các bạn kêu 100 người lại thử ăn cái lẩu đó, ai ăn cũng được biết khen không. Nhưng mà một việc làm các bạn để đó, kêu 100 người, coi trong đó 100 người đó mặn cái việc các bạn chờ đã được mấy người. Nên cuối cùng đất nước mình nghèo gì, gia đình nó nghèo là gì đó. Nhiều người ăn lắm mà không có người mặn. Nếu nói cái từ số mạng thì làm gì có trại giam, có nhà tù, thấy không? Số mạng. Giờ thử hỏi, thí dụ như những vụ án xảy ra đó, thằng đó chết vì cái số mạng bị chém chết đi. Ôi cái số nó bị chém chết, chứ mỗi người cũng bị chém mà, thì đâu đi bắt một tội phạm đó làm gì, thấy không? Còn nếu ai dùng cái quan điểm số mạng rồi này lại đây sống như mình đi, là mình sẽ khiến cho họ thay đổi cái sự suy nghĩ là số mạng liền à. Mình thêm kinh nghiệm tối ngày gì đó, là cái số của cái người đó là sinh ra để cho mình kính chuyện. Hoặc là mình theo mình quánh suốt vậy đó, nói là mình không được nha, cái số ông sinh ra là để bị tôi đánh đó. Số mạng gì đây, cái gì kỳ cục vậy? Tại sao thí dụ một thành viên trong gia đình đi, có người nào quá trời cực khổ, làm ngày làm đêm là không hết việc, còn những người xung quanh đó thì trơ mắt ra mà nhìn. Tại sao không nói những người đó là thiếu trách nhiệm, không có toàn tâm toàn ý cùng nhau xây dựng, mà cứ nói thôi cái số mày phải gánh vác gia đình, số mày khổ luôn, gán chịu đi. Tôi nói cho các bạn là không có việc gì trên đời này tự nhiên mà xảy ra, thì tai đau giò đau thì miệng phải há. Giờ thử thời ấy, thí dụ như giò cảm các bạn đau đó, các bạn ngủ yên không thì miệng phải gên phải la đó, ta ức chế cái điều gì, ta quá sức chịu đựng rồi vậy đó, ta mới nói lên chứ tự nhiên vậy à. Trời ơi, tôi thấy những người nói dùng cái từ số mạng rồi tôi không biết cái suy nghĩ vào đâu mà nói từ số mạng. Số mạng nó có ở đâu, rồi vì sao mà số mạng? Ai nói số mạng lại đây, tôi chém cho một dao đi, rồi đổi thừa là cái số ông sanh ra là để cho tôi chém dao đó. Có ai công nhận điều đó không? Hay là tôi chém tôi đi tù? Nếu nói dùng từ số mạng gì thì nhà tù này ta cắt làm gì cho tốn tiền. Rồi công an, có công an làm gì đi, mấy ông trả lương quá trời vậy. Trời ơi, chết rồi.